Xin chào mọi người, lại là Mỹ Uyên đây. Chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Soi dò Minamino từ đối thủ của Đoàn Văn Hậu đến đồng đội của Salah. Trong những ngày qua, truyền thông Anh đang chuyển sự quan tâm về phía Liverpool với việc chiêu mộ thành công Takumi Minamino. Khi khoác áo một ông lớn của xứ sương mù, tiền vệ 24 tuổi được chờ đợi sẽ nối gót Kagawa hay Okazaki để bước lên ngôi vương Premier League. Trong vòng 5 năm qua, Minamino, tân binh của Liverpool đã có dịp 4 lần so tài cao thấp với Nguyễn Công Phượng trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cùng Mr. Zero soi dò Minamino từ đối thủ của Đoàn Văn Hậu đến đồng đội của Salah. Nếu thấy video hay, hãy cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Finish him. Wow. Tuyệt vời của Đặng Văn Lâm, và thực sự là chúng ta đang cảm thấy không lâu sau những tin đồn xuất hiện, tuyển đạo Takumi Minamino đã cập bến Liverpool, nhà đương kim vô địch châu Âu mùa giải 2018-2019. Hiện tại, ngoài số tiền 7,25 triệu bảng, khoảng 220 tỷ đồng Liverpool đã bỏ ra để đưa Minamino từ Red Bull Salzburg về Anfield, các thông tin như mức lương hay thời hạn hợp đồng của thương vụ này vẫn chưa được tiết lộ. Khác với trường hợp MU từng chiêu mộ Shinji Kagawa hay xa hơn là Dong Fangzhou để chiếm thị trường Nhật Bản và Trung Quốc, Liverpool chưa từng có truyền thống làm thương mại bằng việc chiêu mộ cầu thủ. Minamino là cầu thủ Nhật Bản đầu tiên trong lịch sử đội chủ sân Anfield và là hợp đồng ra tấm ra món đầu tiên của The Kop sau khi vô địch Champions League. Với đội bóng vùng dậy từ vực sâu lên đỉnh cao bằng tinh thần lao động như Liverpool và có quy trình chiêu mộ cầu thủ chuẩn mực, chỉ riêng việc Minamino ký vào hợp đồng đã chứng tỏ cầu thủ Nhật Bản xứng đáng. Thế nhưng ít ai ngờ Minamino lại thăng tiến như vậy kể từ khi anh chàng người Nhật Bản có cơ hội đối đầu với đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Asian Cup 2019. Minamino thời điểm đó để kiểu tóc khác và rất gắt gỏng với Đoàn Văn Hậu trong một pha dàn xếp đá phạt. Hôm nay xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Mr. Zero soi dò Minamino từ đối thủ của Đoàn Văn Hậu đến đồng đội của Salah tại Anfield. Tài năng của Minamino thực tế hoàn toàn chinh phục được huấn luyện viên Jurgen Klopp sau khi cầu thủ người Nhật Bản ghi một bàn, kiến tạo một bàn để giúp Salzburg vùng dậy gỡ hòa 3 đều trước The Kop ngay tại Anfield. Trên thực tế, Klopp đã thực sự ấn tượng với ngôi sao người Nhật Bản ngay khi anh vô lê cháy lưới Liverpool. Hình ảnh từ các ống kính máy quay ghi lại cho thấy rằng chiến lược gia người Đức ngao ngán một phần và cũng tỏ ra ngưỡng mộ tài năng cầu thủ sinh năm 1995. Thêm một lý do nữa khiến giới chuyên môn cho rằng Klopp quyết tâm đưa Minamino về Anfield bởi anh chàng này từng làm nhục trung vệ hàng đầu thế giới một cách quá dễ dàng. Không chỉ vậy, ngôi sao người Nhật còn tỏa sáng với đường kiến tạo giúp Erling Haaland đệm bóng gỡ hòa 3 đều ở phút 60. Chính vì lý do này mà rất nhiều cổ động viên đã cho rằng để được Liverpool chiêu mộ, bạn chỉ cần làm bẻ mặt Virgil van Dijk và Minamino chính là minh chứng cho điều đó. Thế nhưng không phải đợi đến bây giờ. Trước đó rất lâu, ngôi sao trẻ người Nhật Bản đã sớm bộc lộ tài năng trên sân cỏ của mình. Năm 18 tuổi, Minamino đã có suất ở đội Cerezo Osaka, một trong những câu lạc bộ danh tiếng tại đất nước mặt trời mọc. Trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, Minamino có 5 bàn cùng 5 đường kiến tạo sau 29 trận tại J-League. Cầu thủ tấn công sinh năm 1995 này thậm chí đã tới 18 trận, những con số không thể tin nổi với cầu thủ chỉ mới 18 tuổi. Kết thúc mùa giải, Minamino vinh dự được nhận danh hiệu tân binh của giải đấu từ ban tổ chức. Tuy nhiên, tư cách thần đồng của Minamino được ghi nhận nhất ở siêu phẩm vào lưới Man United trong trận giao hữu vào tháng 7 năm 2013. Nhận bóng ở khoảng cách 25m, Minamino đưa bóng sang chân thuận trước khi tung cú sút phá lưới Quỷ Đỏ. Minamino thừa nhận sau này, bàn thắng đó đúng là giúp anh tự tin hơn nhiều trong những cuộc đối đầu với các đối thủ lớn. Bước ngoặt lớn nhất với Minamino đến vào năm 2015 khi anh tròn 20 tuổi. Tiền đạo này nhận lời sang Áo chơi bóng cho Red Bull Salzburg sau khi Cerezo Osaka xuống hạng. Tại Áo, Minamino nhanh chóng thể hiện được năng lực và trở thành một trong những cầu thủ hay nhất câu lạc bộ. Anh giúp Red Bull Salzburg vô địch Áo 4 năm liên tiếp
và trở thành thần tượng tại câu lạc bộ Áo nhờ thái độ chuyên nghiệp, khiêm tốn cùng tài năng trên sân cỏ. Mùa giải 2018-2019, Takumi Minamino ghi 14 bàn cho Sanbud trên mọi đấu trường, trong đó có cú hat-trick vào lưới Rosenborg tại Europa League. Mẫu số chung trong những bàn thắng của Minamino được ghi cho Sanbud nằm ở khả năng dứt điểm đơn giản nhưng chính xác tuyệt đối. Số 9 của Nhật Bản ưa thích những pha sút sệt chéo góc bằng cả hai chân hoặc những tình huống băng cắt, tận dụng tốc độ và khả năng chọn vị trí nhạy bén. Không chỉ ở cấp độ câu lạc bộ, Minamino còn nhiều lần tỏa sáng rực rỡ trong màu áo tuyển quốc gia. Trong đội hình các võ sĩ Samurai, Minamino là một trong những nhân tố được đặt niềm tin sau khi thế hệ Keisuke Honda, Shinji Kagawa hay Makoto Hasebe rút lui sau World Cup 2018. Minamino từng lập cú đúp vào lưới Uruguay trong chiến thắng 4-3 của đội tuyển Nhật Bản hồi tháng 10 năm 2018. Đặc biệt pha khống chế bước một đỉnh cao của Takumi Minamino trước khi ghi bàn khiến hàng thủ đối phương bất lực. Tại Asian Cup 2019, Minamino là nhân tố quan trọng nhất của Samurai Sun tới vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Minamino thể hiện phong độ rực sáng khi ghi 5 bàn sau 4 trận, giúp Nhật Bản toàn thắng. Vâng, và thông qua clip này có lẽ các khán giả của Mr. Zero cũng đủ thấy tài năng của Minamino là lớn đến nhường nào. Thế nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng sao trẻ người Nhật tới Premier League từ giải vô địch quốc gia Áo khác xa về đẳng cấp. Bởi lẽ đó, cho dù cầu thủ người Nhật Bản có cho thấy anh xứng đáng như thế nào với những thông số ấn tượng hay các lời khen của những người đi trước, điều Minamino sẽ phải đối mặt đầu tiên vẫn sẽ là ghế dự bị và những bài rèn luyện thể lực miệt mài trong phòng gym hay trên sân tập. Premier League hay Liverpool là giấc mơ của Minamino, nhưng đó cũng là nơi cầu thủ Nhật Bản sẽ phải nỗ lực tột bậc để hòa nhập, trụ lại trước khi nghĩ đến việc tỏa sáng. Còn các khán giả của Mr. Zero thì suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay dưới video này nhé. Đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!